Cô thân chào tất cả các học sinh khối 8. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở tiết văn bản đập đá ở Côn Lôn, Phan Châu Trinh. Nào, chúng ta cùng bắt đầu đến với tiết học các em nhé. Mục tiêu cần đạt. Ở bài học này, chúng ta cảm nhận được vẻ đẹp của những chiến sĩ yêu nước đầu thế kỷ 20, những người mang chí lớn, cứu nước, cứu dân, dù ở hoàn cảnh nào vẫn giữ được phong thái ung dung, khí phách kiên cường, bất khuất và niềm tin không đổi về sự nghiệp giải phóng dân tộc. Hiểu được sức truyền cảm nghệ thuật qua giọng thơ khẩu khí hào hùng của tác giả. Về phần tác giả Phan Châu Trinh, chúng ta sẽ xem ở phần chú thích sách giáo khoa trang 149. Chúng ta nắm bắt được những điểm lớn sau đây. Tác giả là người giỏi biện luận và có tài văn chương. Thơ văn của ông thấm đẫm tinh thần yêu nước và dân tộc. Đây là hình ảnh của nhà thơ Phan Châu Trinh. Các tập thơ chính của Phan Châu Trinh: Tây Hồ thi tập Tỉnh Quốc Hồn Ca, Săn Tê thi tập Giai Nhân Kỳ Ngộ. Các em lưu ý xem thêm phần chú thích từ khó sách giáo khoa trang 149. Các từ như Côn Lôn, tức Côn Đảo, hòn đảo nằm ở phía đông nam nước ta, nơi thực dân Pháp lập nhà tù, giam cầm những chiến sĩ yêu nước và cách mạng. 2. Lừng lẫy, ở đây có nghĩa là ngạo nghễ, lẫm liệt. 3. Bể, tiếng địa phương, vỡ, đập bể, đập vỡ. 4. Thân sành sỏi, ý nói thân dày dạn phong trần, sẵn sàng chấp nhận mọi gian khổ. 5. Dạ sắc son, ý nói tầm cứng cỏi, trung kiên, không sờn lòng, đổi chí. 6. Vá trời, theo truyền thuyết Trung Quốc, bà nữ hoa đội đá vá trời. Nói vá trời hay lấp biển là ngụ ý mưu đồ những công việc hết sức lớn lao. Chúng ta cùng đi vào đọc văn bản. Đập đá ở Côn Lôn, Phan Châu Trinh. Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, lừng lẫy làm cho lỡ núi non. Xách búa đánh tan năm bảy đống, ra tay đập bể mấy trăm hòn. Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, mưa nắng càng bền dạ sắc son. Những kẻ phá trời khi lỡ bước, gian nan chi kể việc con. Chúng ta cùng đi vào hoàn cảnh ra đời của bài thơ. Em thấy năm 1908, Phan Châu Trinh bị khép tội xúi dục nhân dân nổi loạn trong phong trào chống thuế ở Trung Kỳ, nên bị bắt đày ra Côn Đảo. Đến tháng 6 năm 1910, nhờ sự can thiệp của Hội Nhân quyền Pháp, ông mới được tha. Bài thơ này được làm trong lúc ông cùng các tù nhân khác bị bắt lao động khổ sai. Chúng ta tìm hiểu về thể thơ. Em thấy bài thơ này được làm theo thể thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật. Vậy, bài thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật sẽ chia ra làm bao nhiêu phần? Đúng rồi, 4 phần. 2 câu đề, câu 1, 2, 2 câu thực, 3, 4, 2 câu luận, 5, 6, 2 câu kết, 7, 8. Về chủ đề, em thấy mượn chuyện đập đá của tù khổ sai trên đảo Côn Lôn, tác giả đã bày tỏ cho chúng ta về vấn đề gì khác? Ở đây, tác giả đã thể hiện khí phách ngang tàn, coi thường mọi gian nan thử thách, luôn giữ vững niềm tin và ý chí chiến đấu kiên cường, bất khuất của người chiến sĩ yêu nước. Và đây là phần ghi bài.
Về phương thức biểu đạt của bài thơ là biểu cảm các em nhé. Em hãy cho biết nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai? Nhân vật đó có liên quan gì đến tác giả không? Nhân vật trữ tình trong bài thơ chính là tác giả Phan Châu Trinh. Bài thơ có 4 phần, nhưng theo dõi nội dung của mỗi bài, ta thấy nhân vật trữ tình được biểu hiện qua hai ý chính. Một, công việc đập đá. Hai, cảm nghĩ từ việc đập đá. Chúng ta đi vào phần thứ hai, đọc tìm hiểu văn bản. Công việc đập đá. Chúng ta đến với hai câu thơ đầu. Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, lừng lẫy làm cho lỡ núi non. Em hiểu như thế nào về cụm từ làm trai? Em đã từng nghe câu ca dao hay câu thơ nào nói đến chí làm trai hay chưa? Như vậy, em thấy làm trai là làm người con trai. Đã là người con trai thì phải có chí khí. Một số câu ca dao hoặc câu thơ cũng nói về chí làm trai mà có thể các em đã từng nghe rồi. Ví dụ, làm trai cho đáng nên trai, Phú Xuân đã trải Đồng Nai cũng từng, ca dao. Hoặc làm trai cho đáng nên trai, xuống đông đông tĩnh lên đoài đồi yên, ca dao. Hoặc chí làm trai dặm nghìn da ngựa, gieo Thái Sơn nhẹ tựa Hồng Mao, trong Chinh Phụ Ngâm của Đoàn Thị Điểm. Chí làm trai Nam Bắc Tây Đông, cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể, Nguyễn Công Trứ. Như vậy, em thấy làm trai là phải có chí khí, phải làm những việc to lớn, giúp ích cho cuộc đời, cho đại cục. Chúng ta thấy quan niệm nhân sinh truyền thống của ông cha ta là đã làm trai thì phải khác đời, phải có ý chí, phải có hoài bão, biết tự khẳng định bản thân mình. Vậy ý thơ làm trai đứng giữa đất Côn Lôn có nghĩa là gì? Ở câu thơ này thể hiện một người có chí khí, có khát vọng, hành động mãnh liệt, lại đàng hoàng đứng giữa đất Côn Lôn, giữa biển rộng bao la, đội trời đạp đất, tư thế hiên ngang sừng sững, ngạo nghễ, lẫm liệt. Em hiểu như thế nào về cụm từ lừng lẫy và cụm từ lỡ núi non? Đây là cụm từ để chỉ hành động cụ thể, phá núi lấy đá. Em thấy công việc phá núi lấy đá là một công việc hết sức nặng nhọc và đơn điệu. Những công việc tầm thường thì có gì mà lừng lẫy? Vậy ta nên hiểu cụm từ này như thế nào cho đúng? Hiểu theo nghĩa tượng trưng, đây là một công việc lớn lao, phi thường, như bà nữ oá năm xưa đội đá vá trời trong thần thoại. Có thể hiểu đây là công việc hết sức to lớn, đó là việc cứu dân, cứu nước. Ở hai câu này, em thấy tác giả đã sử dụng nghệ thuật gì? Đây chính là cách nói khoa trương. Từ hình ảnh trên, ta thấy được ý chí của người cộng sản cách mạng như thế nào? Thể hiện được khí phách hiên ngang của người chiến sĩ cách mạng. Như vậy, em thấy người tù đứng giữa đất Côn Lôn làm việc cực kỳ nặng nhọc nhưng không cảm thấy mình nhỏ bé mà còn tự hào về vị thế của mình. Đó là tư thế hiên ngang, lẫm liệt trước quân thù. Và sau đây là phần ghi bài.
Sách búa đánh tan 5-7 đống, ra tay đập bể mấy trăm hòn. Từ hai câu thơ tiếp theo, công việc đập đá được gợi tả ra sao? Theo em đây là một công việc như thế nào? Em thấy đây, đây là công việc đập đá. Dùng tay cầm búa đập đá nhỏ ra, đây là công việc làm bằng thủ công, nặng nhọc dành cho người tù khổ sai. Em có nhận xét gì về giọng điệu, cách dùng từ trong hai câu thơ trên? Ở đây tác giả dùng những động từ rất là mạnh: đánh tan, đập bể. Công việc đập đá là một công việc nặng nhọc mà những người tù khổ sai ở Côn Đảo phải làm. Qua những hành động dũng mãnh như là xách búa đánh tan 5-7 đống, ra tay đập bể mấy trăm hòn, thì em thấy việc đập đá ở Côn Lôn còn mang một ý nghĩa khác nữa. Theo em đó là ý nghĩa nào? Ở đây em thấy từ việc đập đá, tác giả Phan Châu Trinh muốn nói đến một ý nghĩa khác, đó là về ý nghĩa tinh thần. Người tù dám đương đầu vượt lên, chiến thắng thử thách gian khổ. Em có nhận xét gì về giọng điệu, cách dùng từ, phép đối trong bốn câu thơ đầu và tác dụng của chúng? Em thấy giọng điệu ở đây hùng tráng, sôi nổi, dùng những động từ mạnh: đánh tan, đập bể, đối ở câu 3-4, gợi tả công việc đập đá và khí phách hiên ngang của con người. Vẻ đẹp của người tù yêu nước được bộc lộ ra sao? Em thấy dù trong hoàn cảnh gian nan, khó khăn, nhưng người tù vẫn thể hiện được sự kiên cường, hiên ngang vốn có của mình. Chúng ta cùng xác định những từ ngữ đối trong hai câu thơ sau. Cho biết đối ở phương diện nào có tác dụng gì, câu thơ có các biện pháp tu từ nào khác. Xách búa đánh tan 5-7 đống, ra tay đập bể mấy trăm hòn. Ở đây em thấy phép đối đã được sử dụng ở xách búa đánh tan, ra tay đập bể. Đây là những động từ mạnh. 5-7 đống, mấy trăm hòn, đây là những số từ. Câu thơ đối rất chuẩn. Lối đối hành động, đối hình ảnh, đối xứng trong hai câu thơ đã được thể hiện rất rõ. Và nó đã có tác dụng nhấn mạnh tư thế hiên ngang, sức mạnh của người tù. Dù ở hoàn cảnh gian nan, vẫn giữ vững được sự kiên cường vốn có của mình. Và sau đây là phần ghi bài của các em. Như vậy, ở bốn câu thơ đầu, tác giả đã khắc họa lên hình ảnh người tù cách mạng thật ấn tượng, trong tư thế ngạo nghễ vươn cao ngang tầm vũ trụ, đã biến một công việc lao động cưỡng bức hết sức nặng nhọc, vất vả thành một cuộc chinh phục thiên nhiên dũng mãnh của con người có sức mạnh thần kỳ. Chúng ta đi qua phần thứ hai, cảm nghĩ về việc đập đá. Tháng ngày bao quãng thân sành sỏi, mưa nắng càng bền dạ sắc son. Từ việc lao động khổ sai ở Côn Lôn, người tù yêu nước đã có cảm nghĩ như thế nào? Cảm nghĩ đó được thể hiện qua những chi tiết nào ở hai câu 5-6? Em hiểu như thế nào về cảm nghĩ của người tù? Cảm nghĩ về bản thân, tự thấy mình có tấm thân dày dạn, phong trần qua nhiều thử thách, có tinh thần cứng cỏi, trung kiên, không sờn lòng, đổi chí trước mọi gian lao thử thách. Trong hai câu thơ này, tác giả đã sử dụng nghệ thuật gì và tác dụng của nghệ thuật này?
Em thấy có phép đối tháng ngày mưa nắng thân sần sỏi dạ sắc son bao quản càng bền làm nổi bật lên trí lớn gan to của người anh hùng. Từ đó toát lên phẩm chất cao quý nào của người tù yêu nước. Đó là sự bất khuất, ý chí chiến đấu và sự sắt son của người tù cách mạng. Câu 56 là sự đối lập giữa thử thách gian nan với mức độ chịu đựng dẻo dai, bền bỉ và ý chí chiến đấu sắt son của người các chiến sĩ cách mạng. Chúng ta cùng đi vào tìm hiểu những từ ngữ được sử dụng phép đối trong câu 56, phân tích tác dụng của phép đối trên tháng ngày bao quản thân sành sỏi, mưa nắng càng bền dạ sắc son. Ở đây có phép đối tháng ngày mưa nắng bao quản càng bền thân sành sỏi dạ sắc son. Hai câu 56 đối rút chỉnh tạo ra một sự tương phản, lấy thời gian bị cầm tù tháng ngày đối với gian truân thử thách mưa nắng, lấy thân dày dạn phong trần thân sành sỏi đối với tinh thần cứng cỏi trung kiên dạ sắc son. Đối rất chuẩn chỉnh. Tác dụng càng làm nổi bật lên ý chí kiên cường, nghị lực của người chiến sĩ cách mạng. Dù trong hoàn cảnh nào, người chiến sĩ vẫn một lòng một dạ đi theo lý tưởng mà mình đã vạch ra trước đó. Sự khó khăn của hoàn cảnh chỉ tôi luyện thêm ý chí sắt son của con người. Và sau đây là phần ghi bài của chúng ta. Chúng ta cùng đến với hai câu thơ cuối. Những kẻ vá trời khi lỡ bước, gian nan chi kể việc con. Cảm nghĩ của người tù còn được thể hiện ở hai câu thơ cuối. Cảm nghĩ đó được thể hiện như thế nào vậy các em? Các em thấy những người có gan làm việc lớn phải chịu cảnh tù đầy. Với họ, đó là một chuyện nhỏ không như ý, không có gì phải đáng nói, đáng bàn tới. Tự thấy mình là kẻ phá trời lỡ bước, điều đó cho thấy người tù nghĩ gì về bản thân mình? Đó là sự tự hào, kiêu hãnh về công việc to lớn mà mình đeo đuổi. Và sự xem thường hoàn cảnh tù đầy chỉ là bước thử thách để người tù tôi luyện thêm ý chí và nghị lực. Hai câu thơ này có cấu trúc như thế nào? Nghệ thuật được sử dụng là gì? Em thấy ở đây là cấu trúc đối lập, nói quá, coi mình là kẻ phá trời, làm một công việc hết sức lớn lao như bà nữ hoa ngày xưa đã từng làm. Để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ đến với phần phân tích hai câu 7-8. Em thấy việc lớn là việc cứu nước, cứu dân, việc nhỏ là việc đập đá. Ở đây có một phép đối lập để thể hiện sự kiên cường, dũng mãnh của người chiến sĩ cách mạng. Và trong bước tù đầy gian khổ thì việc thực hành công việc khổ sai đập đá chỉ là một việc con không đáng kể đến. Cách nói khoa trương vá trời. Cho chúng ta thấy sự tự hào, kiêu hãnh về công việc to lớn mình đang theo đuổi. Lý tưởng yêu nước lớn lao mới là điều quan trọng nhất. Em
Em thấy nếu bốn câu thơ đầu là sự mô tả kết hợp với biểu cảm thì ở bốn câu cuối tác giả đã biểu lộ cảm xúc của mình. Qua đó ta thấy khẩu khí ngang tàn của người anh hùng không chịu khuất phục trước hoàn cảnh, luôn giữ vững niềm tin, ý chí chiến đấu sắt son. Vẻ đẹp này kết hợp với tầm vóc mãnh liệt oai phong ở bốn câu thơ trên đã tạo nên hình tượng hết sức sử thi và gây ấn tượng mạnh với chúng ta. Từ đó, chúng ta sẽ hiểu thêm về nhà yêu nước Phan Châu Trinh. Đây là một người anh hùng chấp nhận nguy hiểm, bền gan vững chí với lý tưởng yêu nước của mình. Các em ghi bài. Em thấy cụm từ bao quản thân sành sỏi đối với càng bền dạ sắt son đã gợi cho em một suy nghĩ về người tù Côn Lôn. Đó là hai hình ảnh ẩn dụ thể hiện thái độ sẵn sàng chấp nhận một quyết tâm dám thách thức với bạo lực quân thù. Thân càng dày dạn phong trần bao nhiêu thì dạ càng cứng cỏi trung kiên bấy nhiêu, cũng có nghĩa là gian nan đã tôi luyện chí khí anh hùng của người tù cách mạng. Tất cả đã làm hiện lên hình ảnh một người chiến sĩ cách mạng có tâm hồn và khí phách cao đẹp. Thông qua đó, chúng ta cũng thấy được bản lĩnh của người tù yêu nước, của những người có chí lớn, có mưu đồ đại sự mà không thành. Đó là những người anh hùng tuy thất thế mà vẫn hiên ngang, coi chuyện tù đầy gian nan chỉ là việc con không đáng kể, không đáng nói. Phẩm chất tinh thần cao quý nào của người tù được bộc lộ ở đây là sự tin tưởng mãnh liệt và sự nghiệp yêu nước của mình, coi khinh gian lao tù đầy. Chúng ta cùng đến với phần tổng kết. Bài thơ đã sử dụng các biện pháp tu từ nào? Em thấy nghệ thuật bằng bút pháp lãng mạn khoa trương, giọng điệu hào hùng mạnh mẽ, sử dụng phép đối ẩn dụ, ngôn ngữ hàm xúc đặc sắc. Bài thơ Đập đá ở Côn Lôn giúp em cảm nhận gì về hình tượng người tù yêu nước? Hình tượng người tù yêu nước đẹp, lẫm liệt, ngang tàn của người anh hùng cứu nước, dù gặp bước gian nguy nhưng vẫn không sờn lòng, đổi chí. Trước khi kết thúc bài học, chúng ta cùng đến với phần củng cố. Em thấy nhận định nào nói đúng vẻ đẹp của người anh hùng được thể hiện qua bài thơ? A. Có tư thế ngạo nghễ, lẫm liệt. B. Không chịu khuất phục trước mọi hoàn cảnh. C. Luôn giữ vững niềm tin và ý chí chiến đấu sắt son. D. Kết hợp cả ba nội dung trên. Ở đây chúng ta thấy cả ba nội dung trên đã thể hiện vẻ đẹp của người anh hùng đã được thể hiện qua bài thơ. Chúng ta cùng đọc lại phần ghi nhớ sách giáo khoa, trang 150. Bằng bút pháp lãng mạn và giọng điệu hào hùng, bài thơ Đập đá ở Côn Lôn giúp ta cảm nhận một hình tượng đẹp, lẫm liệt, ngang tàn của người anh hùng cứu nước, dù gặp bước gian nan nhưng vẫn không sờn lòng đổi chí. Trên đây cô đã hướng dẫn các em bài Đập đá ở Côn Lôn của nhà thơ Phan Châu Trinh. Các em về nhà học thuộc bài học, học bài thơ, học thuộc bài thơ và xem lại phần ghi nhớ. Cô mến chào các em, hẹn gặp lại các em vào những tiết học sau.